Thanh Huy và Ngọc Hương rất vui mừng chào đón quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, vào mỗi ngày cũng vào giờ này, tất cả chúng ta lại gặp nhau để cùng khám phá sự phong phú đa dạng trong ẩm thực. Mà chúng ta không thể không kể đến những món ăn truyền thống hay là những món ăn để phục vụ cho các bữa tiệc, đúng không anh Huy? Và quan trọng nhất là không thể thiếu những món ăn chay mới lạ, độc đáo cho những người theo đạo Phật nữa đó quý vị. Anh Huy nhắc thì Ngọc Hương mới nhớ nha. Bữa trước Ngọc Hương với mấy đứa bạn đi ăn buffet chay. Và trong đó có nhiều loại lẩu chay anh Huy. Ăn ngon không thua gì lẩu mặn đâu nha. À, hình như là anh em mình thần giao cách cảm hay sao á. Anh cũng định giới thiệu cho Ngọc Hương quý vị đây là một món lẩu chay trong ngày hôm nay đó. Lẩu chay thì Ngọc Hương biết là cũng có nhiều loại lắm. Vậy thì hôm nay mình sẽ đem đến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày món lẩu chay gì hả anh? Món ngày hôm nay có tên gọi là lẩu nấm chay. Để chế biến món lẩu chay này, chúng ta cần có nấm đông cô tươi, nấm rơm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm kim châm, mía lau, cà rốt, bắp, khoai môn, bông cải xanh, hành ba rô, đậu hũ ki, dầu ăn, muối, đường, nước tương lisa. Và chúng ta phải cần có bột ngọt Ajinomoto. Trước hết là chúng ta phải nấu cái nồi nước lẩu. Dạ. Anh sẽ bắt một cái nồi nước. Chúng ta cần khoảng 3 lít nước. Bắp anh cắt ra làm đôi. Tương tự mía lau chúng ta sẽ chẻ đôi ra, cho vô nồi luôn. Dạ. Nấm này thì tôi đã rửa sạch hết rồi, mà chắc chắn là Ngọc Hương còn nhớ chúng ta sử dụng loại nấm này ngâm qua nước có pha cái gì nè. Ngọc Hương nhớ là chúng ta phải pha qua một ít muối hoặc là bột năng pha loãng hoặc là nước vo gạo. Đúng rồi, sau đó chúng ta rửa sạch lại và chúng ta sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn. Nấm bào ngư này mình có sắc không hả anh Huy? Có Ngọc Hương, Ngọc Hương sắc ra cỡ miếng vừa ăn như là nấm đùi gà anh vừa sắc vậy đó. Dạ. Cà rốt chúng ta cắt cạnh để tỉa bông. Dạ. Rồi sau đó anh sẽ cắt ra từng khoanh. Khoai môn cũng vậy, anh sẽ cắt ra từng miếng vừa ăn. Bông cải xanh chúng ta cũng cắt ra từng búp nhỏ. Hành ba rô này thì anh cắt ra xéo. Một ít anh sẽ băm nhuyễn. Anh Huy ơi, nồi nước dùng này mình nấu trong thời gian bao lâu thì mới ra hết chất ngọt của những nguyên liệu mà mình bỏ vô ha anh? Anh nghĩ là để 30 phút là nước ngọt của bắp ra hết rồi. Dạ. Tàu hũ non chúng ta sẽ cắt từng khoanh tròn. Xong. Một hộp chiên cho anh cái phần khoai môn. Dạ. Cho nó vàng mặt. Em thấy một tí nữa thì mình cũng sẽ nấu khoai môn. Mình chiên trước gì vậy anh Huy ha? Kính thưa quý vị, chúng ta chiên khoai môn để khoai môn vàng đều lớp da bên ngoài. Như vậy thì sẽ làm cho món lẩu này thơm ngon hơn và tạo cảm giác ăn khoai môn nó dai dai phía bên ngoài nữa. Mà bùi bùi phía bên trong. Khi mà nước dùng đã ra đủ nước ngọt, chúng ta sẽ vớt toàn bộ mía lau và bắp ra. Như vậy là xong một nồi nước dùng. Chính xác rồi. Rồi bây giờ thì anh phi thơm cái hành ba rô hồi nãy làm nhuyễn Ngọc Hương đã hỏi làm gì đó. Dạ. Anh sẽ phi anh cho nó thơm lên chút. Bỏ xíu, vô cho vô nước lẩu. Cho chút xíu dầu vô nha. Đây, hành ba rô rất là thơm. Hành ba rô của anh cũng đã được rồi. Anh sẽ cho ra một cái chén nhỏ. Đó, Ngọc Hương vàng như vậy là đẹp rồi đó. Dạ. Hương ơi, bây giờ thì chúng ta phải lấy cái nồi nước lẩu đem ra lại thôi. Đúng rồi. Bây giờ anh cho khoai môn vô nha. Sau đó chúng ta sẽ cho cà rốt vô. Về phần nêm nếm cho món ăn này thì Ngọc Hương nghĩ là chúng ta nêm những gì nào? Đây là món chay nên chắc chắn là chúng ta sẽ nêm muối nè, Ajinomoto và tiêu nữa. Còn một thứ nữa đó Ngọc Hương à, để xem anh nêm nha. Dạ, muối nè. Xíu muối. À, đường. Một chút xíu đường thôi. Ajinomoto. Dạ. Một chút xíu nước tương. Ủa, nước tương em nghĩ là mình để chấm thôi chứ sao mình phải lại nêm vào trong nồi nước dùng? Ngọc Hương ơi, thường nếu mà em đi ăn em để ý một chút xíu. Em thấy ở mấy cái quán người Hoa thì hầu hết là người ta cho vô chút xíu nước tương để cho nước dùng thơm và ngon hơn. Tiếp theo bây giờ anh sẽ cho bông cải xanh vô nè. Dạ. Hành bò rô. Hành bò rô. Ngọc Hương ơi, anh chuẩn bị một nồi lẩu kế bên rồi. Chúng ta chỉ việc
cho những thứ này qua nồi lẩu. Chúng ta có thể sử dụng than bên trong và mặt cồn để đốt nóng, và khi ăn chúng ta phục vụ tại bàn, gấp kèm với đậu hũ nè, các loại nấm, nấm và mì anh cũng đã có sẵn cho em. Anh múc qua nha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho thêm hành phi lúc nãy nha. Dạ. Lúc này các bạn thích ăn nấm gì chúng ta sẽ bỏ vô nấm đó. Ngoài ra để ăn món này thì Ngọc Hương cũng có thể bẻ một ít đậu hũ kỳ bỏ chung vô cái chén lẩu cũng rất là ngon. Hương ơi, anh sẽ cho em thử một miếng nha. Dắt mì, cà rốt nè, bông cải xanh nữa, bông cải xanh, một ít nấm cho em nha. Em rất là thích ăn nấm. Bốc khói hấp dẫn quá phải không? Cảm ơn anh Huy nha. Thơm mùi đặc trưng của nước tương Lisa, ngửi á thì đã hấp dẫn rồi, nhìn màu sắc lại càng bị lôi cuốn, ăn thử mới biết. Nấm rất là giòn, vừa chín tới. Em phải để kỹ cái món này là chúng ta không nên trụng chín quá nấm nha. Anh Huy đã nói hộ Ngọc Hương những cảm nhận rồi, thưa quý vị thân mến. Nấm vừa chín tới, ngọt mà ngọt rất là nhẹ nhàng. Quý vị khán giả thân mến, hãy liên hệ ngay với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để cho chúng tôi biết những cảm nhận của quý vị về chương trình. Gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi anh Huy ơi. Chúng ta đành phải nói lời chia tay với quý vị và các bạn thôi. Thanh Huy và Ngọc Hương xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.